Kim Ngang Tiêu ngất đi không lâu Vì nội lực của chàng được nước giải hạc ngàn năm phù trợ Vẫn còn sung mãn Bởi thế chỉ một lát sau chàng đã tỉnh lại Thật ra thì chàng chưa tỉnh hẳn Nhưng giữa lúc ấy Tai chàng nghe mơ hồ thấy tiếng cười khanh khách quen thuộc Rồi một bàn tay ai lần sờ vào ngực của chàng Đã từng đụng độ bao lần với những kẻ địch nguy hiểm Nên phản ứng tự nhiên của Kim Ngang Tiêu đã phát động ngay Tay chàng đưa lên gạt bắn bàn tay lạ đó sang một bên. Kinh lực của cự linh thần công lúc nào cũng sẵn sàng phát tiết, nên chỉ một cái gạt nhẹ đó cũng làm cho kẻ nào đó bắn sang một bên, toàn thân rung truyền. Một tiếng rú khiếp hãi nổi lên, rồi một giọng nói trong trèo quen thuộc vang lên bên tai chàng. Kim Lang, Kim Lang, chàng làm sao vậy? Chàng không còn nhận được giả thiếp nữa hay sao? Quả nhiên đứng trước mặt chàng là một cô gái tuyệt thế giai nhân và cô gái đó chẳng phải ai xa lạ chính là Thôi Ngọc Hoàn người đã làm cho chàng say mê nhớ nhung mấy tháng trước đây Kim Ngang Tiêu như là trong cơn mê sực tình khẽ nói Ngọc Hoàn Ngọc Hoàn có phải nàng không Thôi Ngọc Hoàn bỗng quay ngoắt người đi Châu môi nói đúng vậy Ngọc Hoàn đây nhưng chàng còn hỏi thiếp làm gì nữa Xa cách bao lâu, nay gặp lại Chàng chẳng mừng rỡ Lại còn đánh thiếp gãy tay nữa Chàng quả là một con người phụ bạc Ôi, thiếp đã lầm Thiếp đã lầm rồi Hình ảnh Thôi Ngọc Hoàn Tưởng như là đã xóa nhòa trong tâm khản Kim Ngang Tiêu Chẳng ngờ bây giờ dấu lúc mà thần trí Kim Ngang Tiêu Bị tán loạn vì tiếng đàn dâm dục Của vạn độc thần cổ Hình ảnh đó lại nổi lên Như ngọn lửa bùng lên trong đống trò tàn Mãnh liệt không thể nào tả hết Nghe lời tranh móc giận dỗi của Thôi Ngọc Hoàn Kim Ngang Tiêu bỗng nhiên thấy hối hận không thể nào tả được Bao nhiêu nghi ngờ đối với nàng trước này tiêu tan hết Kim Ngang Tiêu gượng tay dơ lên Như là muốn nắm lấy tay nàng Miệng ấp úng nói Ngọc Hoàn Ta ta đánh nàng bị thương rồi ư ừ. Ngọc Hoàn Nàng hãy tha lỗi cho ta Ngọc Hoàn Kim Ngang Tiêu định dơ tay lên kéo nàng quay lại Nhưng chàng vừa đưa tay lên thì vết thương ở trên vai lại bị động. Chàng rên lên một tiếng, bò thỏng tay xuống, người lào đảo, rồi đột nhiên hoa mấy tiếng và thổ ra một cục huyết nữa. Thôi Ngọc Hoàn đột nhiên quay lại, chu chéo lên. Trời ơi, Kim Lang, chàng bị thương hay sao? Kẻ nào, là kẻ nào đánh chàng bị thương thế này? Mau nói cho thiếp nghe, để mà thiếp báo thủ. Thôi Ngọc Hoàn quay lại, ngồi sụp xuống bên Kim Ngang Tiêu, Hai tay ôm lấy người chàng, đôi mắt nhỏ lệ ròng ròng, có vẻ rất bi thảm. Kim Ngang Tiêu thấy mặt hoa của nàng đẫm lệ, chàng vô cùng xúc động, chàng không ngờ Thôi Ngọc Hoàn còn quan tâm đến chàng như vậy. Khuôn mặt kiều diễm của Thôi Ngọc Hoàn năm xưa đã làm cho chàng say đắm mê mệt, nay lại ở sát bên chàng. Đôi mắt phượng long lành đầy nước mắt nhìn chàng đầy vẻ thương cảm, lại thêm đôi cánh tay ngọc đang ôm chặt ngang lưng chàng khiến Kim Ngang Tiêu bồi hồi sung sướng, mặt đỏ bừng lên, không nói được một lời nào nữa. Tuy nhiên bên cạnh Thôi Ngọc Hoàn lúc này, không hiểu tại sao Kim Ngang Tiêu lại nghĩ đến Thôi Ngọc Linh. Có lẽ hai chị em có khuôn mặt hao hao giống nhau. Và cũng có lẽ trước đây Thôi Ngọc Linh luôn luôn căn dặn chàng, phải đề phòng Thôi Ngọc Hoàn, nên chàng đã cho Thôi Ngọc Linh là ghen tuông mà nói ra như vậy. Song từ lúc Kim Ngang Tiêu gặp lại Thôi Ngọc Linh ở trong lôi cộng động, tình cảm của chàng đối với nàng đã tăng lên nhiều, cơ hội quên hết hình ảnh của Ngọc Hoàn. Bởi vậy lúc này ở bên cạnh Ngọc Hoàn, tuy thần trí đã kém sáng suốt, nhưng chàng đã nghĩ ngay đến Ngọc Linh. Chàng cất tiếng theo thào hỏi. Ngọc Hoàn, nàng, nàng có gặp Ngọc Linh ở trong này hay không? Cả Ngọc Linh cũng có đến đây. Không ngờ vừa nghe đến tên Ngọc Linh Thôi Ngọc Hoàn đã biến ngay sắc mặt Nước mắt nàng giáo hoàng Đôi mắt tia ra những tia kỳ lạ Ngọc Hoàn buông kim ngang kiều, Lùi ra xa một chút Và trận mắt quát lớn Chàng còn hỏi đến con tiện tỷ đó hay sao Bản tâm Kim Ngang Kiều là muốn cho hai chị em họ thôi gặp nhau, hòa thuận với nhau, nên chàng mới nhắc đến Ngọc Linh. Thái độ dần dữ ghê gớm của Thôi Ngọc Hoàn làm cho chàng sững sờ, không hiểu tại sao và không biết nói sao nữa. Vẻ ngạc nhiên của Kim Ngang Tiêu càng làm cho Thôi Ngọc Hoàn tức giận thêm. Nàng thét lớn. Chàng vẫn chưa biết con tiện tỷ ấy là người như thế nào hay sao. Chàng bị nó lừa gạt rồi. Cho là giữa hai chị em có sự hiểu lầm, Kim Ngang Tiêu vội nói. Ngọc Hoàn, nàng đừng nóng vội. Ngọc Linh không phải là con người xấu đôi mắt của thôi ngọc hoàn trận léo hùng quang nàng cười lớn một tiếng vùng đứng lên kéo tay kim ngang tiêu lôi đi sành sạch miệng nói không phải người xấu chẳng hãy lại đây mà coi kim ngang tiêu đang bị thương nhưng cũng bị ngọc hoàn lôi bật ngay đi tuy vậy chàng quá ngạc nhiên nên không chút phản đối đành để ngọc hoàn kéo chàng đi thôi ngọc hoàn lôi kim ngang tiêu chạy như bay lên một ngọn đồi cao cũng may lúc đó Kim Ngang Tiêu chưa mất hết công lực nên có thể gắn gượng được. Lại nữa vì Thôi Ngọc Hoàn võ công trí cao, tiếng lờ lôi chàng đi nhưng thực ra nàng dùng khinh công cất bồng cả người Kim Ngang Tiêu để chàng chạy theo nàng. Tới đỉnh ngọn đồi, Kim Ngang Tiêu chưa kịp hiểu thì Thôi Ngọc Hoàn đã dàn giọng nói lớn. Kìa, chàng thử coi con tiện tỷ đó đang làm gì? Chàng hãy mở mắt ra xem y là ai Kim Ngang Tiêu kinh ngạc nhìn theo tay chỉ của Ngọc Hoàn, quả nhiên thấy Thôi Ngọc Linh đang đứng ở chân đồi phía bên kia. Nhưng Thôi Ngọc Linh lúc này thần sắc rất kỳ dị, dáng điệu ngây ngô, sững sờ như người vừa tỉnh cơn mê. Vì khoảng cách quá xa, Kim Ngang Tiêu không nhìn rõ nét mặt của Ngọc Linh ra sao, nhưng cứ trông dáng điệu đó, chàng đoán biết nàng đang kinh sợ sợ giật điều gì đấy. Thôi Ngọc Linh đứng một mình, xung quanh nàng là đồi núi vắng ngắt, không có một ai cả nàng đứng im hơi cúi đầu xuống như là nhìn một vật gì đó ở trước mặt để đã để dưới đất kim ngang tiêu lạ lùng đang tự hỏi không hiểu những người đang đi với ngọc linh như bạch thiên vân giang nam tiểu quỷ túy phật thiên hồ lúc này đang ở đâu thì bỗng nhiên chàng a à lên một tiếng kinh hoàng thì ra ở phía dưới chân đồi thôi ngọc linh đã cúi xuống nhặt vật ở trước mặt nàng lên Nhãn lực của Kim Ngang Tiêu không phải là tầm thường. Chỉ in thoáng qua vật ở trên tay của Ngọc Linh, chàng đã hiểu ngay đó là vật gì, nên chàng mới kinh hoàng đến như vậy. Vật mà Thôi Ngọc Linh vừa ôm lên là một vật lấp lánh. Đó là chiếc mặt nạ bằng đồng của câu hồn bang. Không phải thứ mặt nạ thường của bang chúng, mà là thứ mặt nạ có dấu hiệu riêng biệt của câu hồn bang chủ. Kim Ngang Tiêu đã mấy lần gặp câu hồn bang chủ đeo mặt nạ này. Nên chỉ nhận qua, chàng đã biết ngay, đó là vật sở hữu của câu hồn bang chủ. Nhưng không phải chỉ có chiếc mặt nạ bằng đồng. Trên tay Thôi Ngọc Linh còn cầm một cái bọc vải, Đó là chiếc áo bảo đen viền trắng cuộn tròn trở lại thành một gói. Chiếc áo tròa ngoài của câu hồn bang chủ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trên tay Thôi Ngọc Linh lúc này có hai vật sở hữu cận nhất của câu hồn bang chủ. Trông thấy Thôi Ngọc Linh cầm hai vật ấy trên tay, Kim Ngang Tiêu bỗng choáng váng cả mặt. Thần trí của chàng đã sẵn sàng hỗn loạn, lại càng thêm bối rối đến cực điểm. Tuy nhiên trong lúc thần trí mê ám đó, một ý nghĩ lạnh như băng giá bỗng nổi bật ngay trong đầu óc của chàng. Thôi Ngọc Linh chỉ cần đeo mặt nạ và chiếc áo khoác kia vào người, lập tức nàng hóa thành câu hồn băng chủ. Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng lào đào, Thôi Ngọc Hoàn đứng bên chàng từ nãy giờ, vẫn liếc mắt trông chừng thần sắc của chàng, bỗng nở một nụ cười kín đáo và cầm lấy tay chàng giật hỏi. Kim Lang, chưa hết đầu, chàng hãy mở mắt ra coi linh muội của chàng. Kim Ngang Tiêu đã nhắm mắt lại, thấy thế vội mở mắt ra nhìn. Ở phía dưới chân đồi, Thôi Ngọc Linh ôm lấy chiếc mặt nạ bằng đồng và chiếc áo khoác ngoài của câu hồn bằng chủ lên rồi. Nàng ngơ ngác nhìn trước, nhìn sau như là sợ có người trông thấy. Thái độ của Thôi Ngọc Linh rất rõ rệt, tuy đứng xa nhưng Kim Ngang Tiêu không thể nào nhầm lẫn được. Quả là Ngọc Linh đang sợ có người khác trông thấy nàng. Đứng bên cạnh Kim Ngang Tiêu, Thôi Ngọc Hàn lúc đó lại cười nhạt một tiếng, làm Kim Ngang Tiêu càng bối rối hơn. Bỗng Thôi Ngọc Hàn nói, "Chàng nhìn kìa." Ở phía dưới chân đồi, Thôi Ngọc Linh bỗng tiến đến một tảng đá dùng sức đẩy tàng đá đó sang một bên. Đào hố xong, Thôi Ngọc Linh vội bỏ chiếc mặt nạ bằng đồng và chiếc áo câu hồn bang chủ vào đó, lấp đất lên, rồi đẩy tàng đá trở về chỗ cũ, lấp lên trên hố. Vừa làm việc đó, Thôi Ngọc Linh vừa nhìn trước nhìn sau, như sợ có kẻ nào bất chợt đến bắt gặp nàng giấu hai vật đó. Thôi Ngọc Hoàn không nói gì chỉ cười nhạt hoài. Còn Kim Ngang Tiêu tối tăm cả mặt mũi, lào đảo muốn ngã, Đến nơi khi mà Thôi Ngọc Linh trôn giấu hai vật đó xong Thì liền bỏ thân phi ngay Chàng cũng không biết Mãi sau Thôi Ngọc Hàn mới cất tiếng cười khanh khách Bảo chàng Thế nào? Chàng đã thấy rõ chưa? Chàng còn muốn hỏi thăm đến con tiện tỷ đó nữa hay thôi? Kim Ngang Tiêu rên dị nói Ngọc Hàn Ngọc Hàn Như thế Như thế nghĩa lý gì? Thôi Ngọc Hoàn vùng vằng lớn tiếng nói. Sao chàng ngu tối quá như vậy? Nhìn thấy rõ tận mắt mà chàng vẫn không hiểu hay sao? Chẳng lẽ đợi đến lúc con tiện tỷ đó lấy mạng của chàng, chàng mới hiểu hay sao? Kim Ngang Tiêu lại rơi lên một tiếng, lào đào, ngồi thụp xuống, hoàn toàn kiệt lực. Chàng gắng gượng mới nói được lên mấy tiếng đứt quãng. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Ngọc Linh là... Là... Kim Ngang Tiêu quả thật không dám nói ý nghĩ của mình. Chàng muốn bảo, không lẽ Thôi Ngọc Linh là cầu hồn bang chủ hay sao? Nhưng vì lúc đó chàng quá ghê sợ sự thật, không dám nói ra, và lại chàng đã kiệt lực quá rồi. Nội thương trầm trọng, ngoại thương tấy nhức, đầu óc lại bị tiếng đàn dầm đáng làm cho rối loạn, thần kinh căng thẳng như là muốn đứt vỡ. Kim Ngang Tiêu quả là chịu đựng hết nổi rồi. Tại sao Thôi Ngọc Linh người thân yêu của chàng Lại trở thành câu hồn bang chủ câu hỏi đó làm kim ngang tiêu điên lên bỗng nhiên chàng rú lên một tiếng tà trường dơ cao đập xuống một nhát như búa bổ bốp một tiếng tàng đá lớn như chiếc ghế ở bên cạnh chàng vỡ vụn ra như cám ghê gớm thay cự linh thần công của chàng trong lúc uất hận gần như điên cuồng chàng đã bực đức đánh xuống một trường như là đánh vào kẻ thù vô hình tuy chàng bị thương nặng mà công lực như vậy chính thôi ngọc hàn đứng cạnh cũng phải dùng mình kinh hái nàng bỗng kêu lên một tiếng ôm chầm lấy chàng giọng nói đầy nước mắt kim lang kim lang chàng hãy bình tĩnh lại thận trọng hết sức chớ điên cuồng như vậy trông thấy chàng bị vết cào sâu hầm máu lại tuôn ra xối xả thôi ngọc Hoàn lại rú lên kim lang chàng đừng cử động nữa để thiếp buộc lại vết thương cho chàng. Nói đoạn nàng không kịp chờ Kim Ngang Tiêu trả lời. Thôi Ngọc Hoàn lấy thuốc kim sang dược, bít vào vết thương của chàng. Rồi xé áo, lấy vài cuốn vào bả vai rất chu đáo. Thuốc kim sang dược chữa thương công hiệu như thần. Vết thương của Kim Ngang Tiêu đang tế nhức, bỗng thấy mát dịu ngay. Thấy Thôi Ngọc Hoàn ân cần chăm sóc cho mình như vậy, Kim Ngang Tiêu vô cùng cảm động. Chàng khẽ nói. Ngọc Hoàn, lúc này ta chỉ còn có nàng mà thôi. Ta, ta. Trang Định nói thêm mấy lời âu yếm, nhưng thần trí lại rối loạn, không nói được ra lời nữa. Thôi Ngọc Hoàn có vẻ ngạc nhiên, vội hỏi Kim Lang: Trang bị kẻ thù đánh trọng thương như thế nào? Kim Ngang Tiêu mệt nhọc nói: Kẻ thù của ta, kẻ thù của ta nào có kể gì. Nhưng có những kẻ thù ta nguy khốn, cùng khóc quái tăng. Y, Ý... y. Ý... Thôi Ngọc Hoàn hỏi, cùng khóc quái tăng, làm sao? Y ở đâu bây giờ? Kim Ngang Tiêu khẽ nhếch mép cười. Y chết rồi. Cùng khóc quái tăng, muốn chiếm đoạt cuốn cự linh thần công của ta. Thôi Ngọc Hoàn trao mày nói, "Chẳng đem những vật đó trong người chỉ gây thêm nguy hiểm, chẳng lợi ích gì đâu. Chẳng hay cuốn sách quý báu như thế nào mà chàng giữ kỹ như vậy?" Kim Ngang Tiêu thở dài nói, "Ta nào có thiết cuốn sách đó đâu, chẳng qua chỉ sợ cuốn bí kíp võ công lọt vào tay của ác nhân nên ta mới phải giữ trong người. Đã mấy lần ta tính đem hủy nó đi cho rồi." Thôi Ngọc Hoàn kêu lên. Đừng, chàng đừng có làm như vậy. Một cuốn sách võ công quý giá, có ích cho người đời. Làm sao chàng nỡ hủy đi chứ? Kim Ngang Tiêu lại thở dài. Cũng vì thế mà ta vẫn băn khoăn, không biết tính làm sao bây giờ đây. Thôi Ngọc Hoàn ôm chầm lấy chàng, nước mắt rừng rừng. Thật là tội nghiệp cho Kim Lang. Lòng dạ chàng thuần lưng quá, nên mới mang nghiệp vào thân như thế này. Kim Lăng Chẳng qua là chàng nghĩ quần Nên là mới chưa tính ra cho ra lẽ đó thôi Ờ thiếp có cách này Khiến cho chàng chẳng phải giữ cuốn sách đó Mà cũng không phải hủy nó đi Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi Cách nào Nàng thử nói cho ta nghe Thôi Ngọc Hoàn cười khẽ Rất dễ Chàng đem cuốn sách đó Giấu đi ở một nơi là xong Kim Ngang Tiêu gật đầu nói Ờ đúng đấy, ta cũng có ý đó, nhưng mà biết giấu ở nơi nào đây? Thôi Ngọc Hoàn đáp, điều đó thì chàng khỏi phải lo. Thiếp biết một nơi rất kín đáo, chỉ ở nơi gần đây thôi, để thiếp đưa chàng đi. Nói dứt lời, Thôi Ngọc Hoàn sốc nách chàng, vực chàng đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, Kim Ngang Tiêu đã lào đảo muốn ngã. Chàng thở dài một tiếng, cất giọng mệt nhọc nói. Ta chẳng cần đến đó làm gì nữa, một mình nàng đi cũng đủ. Ta cần một nơi yên tĩnh như là ở đây để vận công chữa thương, vì bây giờ Quân hào đang lâm nguy vì vợ chồng chủ nhân U Minh cùng, ta ta phải chữa thương để mau đi cứu họ. Kim Ngang Tiêu lại ngồi xuống đất, rồi cho tay vào túi ngực áo, lấy ra một cuốn sách nhỏ, màu giấy đã vàng khè, chữ cũng đã phai mờ. Đó là cuốn kinh cự linh thần công mà chàng đã lấy được dưới địa huyệt giã nhân lánh Chính cuốn sách bí kíp này đã gây bao nhiêu vụ tranh đoạt tài sản trong võ lâm từ trước đến nay. Lúc này Kim Ngang Tiêu đã hoàn toàn tin tưởng Thôi Ngọc Hoàn nên chàng không nghi ngại gì hết. Và lại đầu óc của chàng bối rối vì việc trông thấy Thôi Ngọc Linh mới đây nên chàng chẳng muốn nghĩ ngợi lôi thôi, chỉ mong mau mau được rảnh ràng, vận công chữa thương và hồi phục công lực, hòng tìm hiểu xem sự thật ra sao. Bởi thế Kim Ngang Kiều trao ngay cuốn Cự Linh Thần Công cho Thôi Ngọc Hoàn, rồi nói: "Ngọc Hoàn, nàng hãy vì ta, mau tìm nơi kín đáo, giấu cất vật này đi." Đôi mắt Thôi Ngọc Hoàn long lanh sáng quắc, nàng đỡ lấy cuốn sách quý giá và bồi hồi xúc động. Nàng lặng người đi một lát rồi mới nói: "Kim lang chàng hãy yên lòng, thiếp sẽ giấu kỹ vật này, quyết chẳng còn để cho kẻ khác chiếm được đâu." Kim Ngang Tiêu nhắm mắt gật đầu, khẽ nói. Nàng mau đi cho được việc đi. Thôi Ngọc Hoàn đứng lên và tự hỏi. Thế còn chàng thì sao? Kim Ngang Tiêu đáp. Ta sẽ ở đây vận công, chờ nàng. Thôi Ngọc Hoàn nói. Nơi đây là đất nghịch, chàng hãy bảo trọng, thiếp đi sẽ về ngay. Nói đoạn nàng quay mình đi, thân hình đi nhanh vùn vụt nhưng không hiểu tại sao Ngọc Hoàn chạy đi được độ 10 trượng liền dừng bước và quay lại. Lúc này nét mặt của nàng hân hoàn đến cực điểm, nhưng đôi mắt tia ra hào quang thật là ghê giận. Nàng từ từ bước lại kim ngang tiêu, thân trong từng bước, như sợ bước chân của mình phát ra một tiếng động. Thôi Ngọc Hoàn đến cách kim ngang tiêu độ hai trượng thì đứng ngay lại và ngắm nhìn chàng. Kim ngang tiêu ngồi quay lưng lại phía nàng, chàng lại nhắm mắt vận công tự chữa nội thương nên không trông thấy thôi ngọc hoàn quay trở lại thôi ngọc hoàn nhìn trừng chừng vào sau lưng kim ngang tiêu nét mặt của nàng lúc này biến đổi rất kỳ lạ giá ví thử có ai trông thấy nàng lúc này chắc hẳn cũng phải kinh ngạc vô cùng khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của nàng đang tươi tắn như là đó hoa phù dung bỗng xa sầm lại đôi mắt lóe hùng quang dữ tợn khác thường nhưng chỉ trong phút chốc Nét mặt đó lại dịu đi, trở thành nhăn nhó khó coi, như đau đớn âu sầu đến cùng cực. Thoáng trong giây lát, nó lại trở thành bình thản lạnh lùng như là một tượng đá. Cứ như vậy, nét mặt của Thôi Ngọc Hoàn luôn luôn biến đổi, thật khó lòng mà biết trong lòng của nàng lúc này đang nghĩ gì. Giữa lúc Thôi Ngọc Hoàn đứng tần ngần, nhìn trộm sau lưng Kim Ngang Tiêu như vậy, thì đột nhiên từ phía xa bỗng có tiếng rú vang tới. Tiếng rú đó làm Thôi Ngọc Hoàn kinh hoàng, không kịp đôi lời, vội phi thân nhanh như biến, chớp mắt đã mất dạng sau phía chân đồi. Tiếng rú đó là của một bọn người áo vàng, mệnh danh là Hoàng Sam Võ Sĩ của U Minh Cung. Mà vì nàng sợ Kim Ngang Tiêu bị lay động quay lại, sẽ phát giác ra nàng. Quả nhiên khi Thôi Ngọc Hoàn vừa nhảy đi mất, thì Kim Ngang Tiêu nghe tiếng rú, liền mở bừng mắt, nhìn quanh tứ phía, chàng thấy ngay bọn người đang chạy tới phía chàng ngồi. Hai kẻ chạy đầu, một kẻ mặc quần áo làm lũ, vá nhiều miếng chàng chịt, hiển nhiên là một nhân vật của võ lâm, không biết thuộc môn phái nào. Hai người đó đang lâm nguy, vì bọn hoàng sam võ sĩ, cả thầy có sáu tên, đang đuổi theo sát gót. Người đệ tử cái bang hình như là đã bị thương, vì một bên cánh tay áo đỏ lòm những máu. Bọn này võ công rất cao cường, Hai tên áo vàng trong bọn đã nhảy vọt lên như là hai cây pháo thăng thiền, rồi rơi xuống trước mặt đệ tử Cái Bang, chắn đường y, khiến y không chạy đâu được nữa. Đệ tử Cái Bang rú lên một tiếng, cố liều mạng, cầm thanh kiếm chém xả vào hai tên hoàng sam võ sĩ để lấy đường thoát thân. Ánh kiếm hoa lên lấp lánh, tiếng minh khí va chạm loảng xoàng. Nhưng phía sau, một tên hoàng sam võ sĩ buông tiếng cười sằng sặc, cây đại đao trong tay y vung lên, hóa thành lăn chớp sáng. Đệ tử cái bang la lên một tiếng thảm thiết, thân hình đã bị cây đại đao của tên hoàng sam võ sĩ chém đứt làn đôi, ruột gan và máu tươi vùng ra ngoài tứ tán. Sự việc xảy ra ngay trước mặt Kim Ngang Kiều, nhưng quá màu lẹ khiến chàng có muốn can thiệp cũng không kịp nữa. Còn trung niên hán tử, nhân vật võ lầm thấy đồng bạn bị sát thảm, liền gầm lên một tiếng như thú dữ, quay lại liều mạng đấu với 6 tên hoàng sam võ sĩ. Hán tử này sử dụng đôi phán quan bút rất tài tình, nhưng quả bất địch chúng, trong chớp mắt đã bị 6 tên áo vàng vây chặt rất khốn đốn. Kim Ngang Tiêu đã lùi lại nấp sau một tàng đá, nhưng trước tình thế này, chàng bất nhẫn vô cùng. Chàng đã bị nội thương trầm trọng, tự liệu không đủ lực giao chiến với kẻ thù quá đông, nên chàng đã tính nấp kỹ không ra mặt Xong trước cái chết thê thảm của đệ tử cái bang Kim Ngang Tiêu thấy máu trong người sôi sục, quên cả nguy hiểm, muốn nhảy ra giết sạch bọn người U Minh cùng Trận đánh trước mặt của chàng diễn ra mau lẹ vô cùng. Chưa được năm chiều, một cây phán quan của chàng hán tử đã bị đánh tung lên cao như là mũi tên bắn lên trời. Choang một tiếng, cây phán quan bút thứ hai của hán tử đã bị chém đứt làm hai đoạn Tên hoàng sam võ sĩ cầm đại đào cười lên hô hố, khoa lưỡi đào chém bổ xuống, khiến chàng hán tử thúc thù, đành nhắm mắt chờ chết. Nhưng tiếng cười của tên hoàng sam võ sĩ bỗng đứt quãng. Lưỡi đào chưa kịp hạ xuống đầu của hán tử, thì vụn một tiếng, một hòn đá nhỏ bay đến, đập trúng vào trán của tên hoàng sam võ sĩ, làm đầu y thùng một lỗ lớn. Y gục ngay xuống chết, không kịp kêu lên một tiếng lưỡi đại rào rơi xuống đất, nghe xoảng một tiếng. Chẳng những chàng hán tử thoát chết ngạc nhiên, mà cả năm tên hoàng sam võ sĩ còn lại đều rú lên một tiếng hoảng hốt khi nhìn thấy người vừa bắn hoàn đá là Kim Ngang Tiêu. Thì ra mày đánh nhau, bọn hoàng sam võ sĩ không nhìn thấy Kim Ngang Tiêu. Đến lúc chàng bắn hoàn đá giết một tên hoàng sam võ sĩ, chúng mới nhận thấy chàng. Cả bọn khiếp hãi thất thần vì hoàn đá bắn ra vừa rồi chẳng phải là thứ ám khí ghê gớm, vậy mà kinh lực phát ra lại kinh người. Chúng lại thấy Kim Ngang Tiêu hình dung tiểu tụy, một vài bằng bó, ngực áo, ướt đẫm máu, rõ rệt là người bị thương nặng, nên càng ngạc nhiên hơn. Nhưng mà hai tên Hoàng Sam Võ Sĩ đã gầm lên một tiếng, múa kiếm nhảy sổ lại phía Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu đã chủ định sẵn rồi, nên khi hai tên vừa nhảy lại, cánh tay của chàng khẽ dùng lập tức có hai viên đá nhỏ nữa bắn ra. Hai tên hoàng sam võ sĩ này cũng là võ lâm cao thủ. Bản tâm chúng đã kinh hoàng về tài ném ám khí của Kim Ngang Kiều. Nên vừa thấy tay của chàng rung lên, chúng hoàng hốt nhảy tránh gạt sang một bên. Tuy thế, chúng vẫn còn chậm một chút. Nên một viên đá bay xẹt lướt qua chúng vào vạt áo của một tên. Khiến mảnh áo bị lùng một lỗ lớn như là người vừa đốt cháy. Đó là vì kinh lực của kim ngang tiêu vận vào viên đá khiến nó nóng bỏng như vậy. Công lực của kim ngang tiêu quá ghê gớm làm hai tên hoàng sam võ sĩ lao hoàng lên không dám xông vào nữa. Thừa dịp ấy trung niên hán tử nhảy vọt đến bên kim ngang tiêu đứng canh chừng năm tên hoàng sam võ sĩ vây xung quanh một mặt ngỏ lời cảm kích với kim ngang tiêu. Đà tạ đại huỳnh đã ra ơn cứu mạng tiểu đệ họ lá tên là tốn vốn là môn đệ của phái Hoa Sơn. Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp, người đá lào đào, miệng ọc ra một đống máu nữa. Thế ra vừa rồi chàng đã dùng sức ném mấy viên đá, nên nội thương lại phát động. Lá tốn thấy thế cả kinh, vội nói khẽ. Đại huynh, đại huynh đã bị trọng thương. Gặp bọn chúng như thế này thì nguy mất rồi. Để tiểu đại chạy đi, dụ bọn chúng đi khỏi nơi này. Lã Tốn định quay đi Nhưng Kim Ngang Tiêu đã nắm y lại nói Lão Huỳnh Chớ có liều mạng như vậy Đại Huỳnh đừng ngại Cứ đứng đây Tiêu đệ sẽ có cách trừ khử bọn này Giữa lúc ấy một tên hoàng sam võ sĩ Bỗng cất tiếng cười khanh khách Ồ oh, Thì ra Kim Tiêu Tử ở đây <laughs> Chủ nhân U Minh Cùng Đã có lệnh truy nã người Kim Ngang Tiêu kia Ngươi quả là đến ngày tận số rồi Nguyên bọn hoàng sam võ sĩ này không nhận ra được Kim Ngang Tiêu ngay từ đầu là vì chàng bị thương, áo bào đầy máu, hình dung tiêu tụy, nên trông khác hẳn lúc thường. Đến lúc chúng tỉnh lại mới nhận rõ được mặt chàng. Nghe bọn hoàng sam võ sĩ nói đến ba chữ Kim Ngang Tiêu, lá tốn vừa sợ vừa mừng nói. Đại huynh, đại huynh là bạch diện thư sinh Kim Ngang Tiêu, tiêu đệ kiến thức nồng cạn, thấy Thái Sơn ở trước mắt mà không hay, Xin Kim Đại Huynh lượng thứ cho Nhưng Kim Ngang Tiêu làm gì có thì giờ đáp lại nữa Bởi vì hai tên Hoàng Sam Võ Sĩ đã nhảy lại tấn công chàng Nguyên bọn Hoàng giam Võ Sĩ này đã thất kinh vì công lực mãnh liệt của Kim Ngang Tiêu Đã bắn ra mấy viên đá Đến lúc nhận rõ chàng là ai Chúng lại càng thất đảm kinh hồn Xong trước mắt chúng vừa rồi Kim Ngang Tiêu đã thổ ra một cục huyết Chứng tỏ chàng đã bị thương trầm trọng cho nên chúng vững lòng, nhảy luôn lại tấn công, quyết báo thù cho đồng bọn vừa rồi bị chết. Vì Lá Tốn đứng ngay trước mặt Kim Ngang Kiều, với chủ ý quyết điều chết che chở cho chàng, nên hai tên Hoàng Sam Võ Sĩ cười như điên cuồng. Một tên dùng kiếm, một tên dùng kim cầu, cả hai cùng ném xuống đầu của Lá Tốn. Tình thế nguy hiểm vô cùng, Lá Tốn nghiến răng cầm cây phán quan bút, cụt mất một đầu, vùng lên gạt hai thứ bình khí của địch chỉ thấy cho một tiếng hai thứ binh khí đó đã bị đánh bật đi nhưng lã tốn đuối sức ngã ngồi xuống trước mặt kim ngang tiêu hai tên hoàng sam võ sĩ khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội như vậy chúng cười hà hà lại chém bổ xuống đầu của lã tốn một lần nữa sự việc xảy ra nhanh chóng vô cùng lã tốn vừa ngã ngồi xuống thì thấy tay kim ngang tiêu đặt vào lưng mình một luồng chân khí ấm áp truyền sang người y đồng thời tay nghe thấy Kim Ngang Tiêu quát bảo Lão Huỳnh, mau cự địch! Lúc này không còn chần chờ gì được nữa. Lã tốn như người máy, vung cây bút phán quan cụt đầu lên một lần nữa. Thanh kiếm và cây kim câu sáng quắc, hạ xuống như chớp nhoáng, đung phải cây phán quan bút. Bùng một tiếng, hai thứ binh khí bắn vọt lên trên, đồng thời hai tên hoàng sam võ sĩ rú lên một tiếng, bị bắn vụt ra xa đến hơn một trượng thân hình cả hai lăn lốc. Công lực của Kim Ngang Kiều quả là kinh người. Chàng đã truyền công lực sang người lã tốn, nên khi vũ khí của hai tên Hoàng Sam võ sĩ đánh xuống, lập tức đã có phản kích ghê gớm, làm hai tên bắn ra xa. Tuy chưa chết hẳn, nhưng đã bị trọng thương rồi. Chính lã tốn cũng kinh hãi đến thất thần, không ngờ công lực của mình đột nhiên tiến đến mức thượng thừa như vậy. Nhưng y là người nhanh trí chỉ thoáng một giây sau Y đã hiểu sự thể ra vừa rồi Lã tốn phấn khởi vô cùng Nên thừa cơ mà hoàng sam võ sĩ thứ ba Nhảy đến tấn công Y Y dùng tay trái đánh ra một trường Gọi là mai hòa triệt thủ Đây là một trường pháp thượng thừa Của phái hoa sơn Nhưng bình thường Lã tốn công phu tu luyện nội công chưa được thâm hậu Nên chỉ phát huy được 6 thành uy lực của nó mà thôi Bây giờ nhờ chân khí của kim ngang tiêu như nước đũ cuồn cuộn cuốn vào trong người y. Lá tốn vừa đánh ra một ngọn hoa mai triệt thù. Đã thấy một luồng trường phong ào ào như bão táp bay tới. Tên Hoàng Sam võ sĩ chưa kịp nhảy tới nơi. Đã bị trường lực đó đẩy bay đi như là một chiếc lá rụng. Y la lên một tiếng thảm thiết. Thân hình ngã lộn đi một vòng. Tàng phù trong người đã dầm nát hết. Thất khiếu ứa máu. Nằm im không động đậy rõ diệt là chân khí đã tuyệt rồi. Còn hai tên Hoàng Sam võ sĩ, kinh hoàng đứng ngoài nhìn, không dám nhảy vào tấn công nữa. Bỗng hai tên ra hiệu cho nhau, rồi một tên quay người phi thân nhảy đi. Tên này chạy đi gọi viện binh, còn một tên ở lại canh chừng. Lá tốn hiểu ngay ý định của chúng, nên hét lớn. Chớ có mà chạy! Nói dứt lời, thuận tay cầm cây phán quan bút cụt đầu, Lát tốn ném mạnh trúng lưng tên đang chạy Chân khí đang vận chuyển trong người lá tốn như ngựa chạy Nên cái ném ấy có sức mạnh phi thường Chỉ nghe thấy vút một tiếng như lụa xé Cây phán quan bút như mũi tên Xuyên vào lưng của tên hoàng sam võ sĩ đang chạy Kinh lực quá mạnh nên sau khi xuyên qua người của tên Hoàng Sam võ sĩ, ngọn phán quan bút quan bay ra xa đến mấy trường rồi mới rơi xuống đất. Còn tên hoàng sam võ sĩ cuối cùng Hồn siêu phách tán Cứ thế giật lùi Không dám quay lưng lại chạy Lá tốn sợ y chạy đi gọi viện bình Nên vội nói lớn Người anh em Chúng ta không làm hại người đâu Nếu người biết nghe lời chúng ta Nhưng tên này đã quá kinh hoàng Còn đâu nghe thấy lời của lá tốn Y cứ thế chố mắt nhìn hai người Trong khi hai chân của y bước giật lùi Trông dáng điệu y tức cười vô cùng Lá tốn sợ y chạy đi mất Liền vùng đứng lên Nhảy đến trước mặt y Nhanh như cắt Giơ tay điểm huyệt trên ngực của tên này Nguyên tên Hoàng Sam võ sĩ võ công chẳng phải non kém Có thể ngang hàng với những cao thủ võ lầm Nhưng vừa rồi cái chết liên tiếp của năm tên đồng bọn Đã làm cho y mất tinh thần Lại thêm lá tốn được chân khí của Kim Ngàng Tiêu hỗ trợ Công lực tăng bách hội Bởi một trường đã đánh chết người này nên tên hoàng sam võ sĩ này quá kinh hãi đứng trước lã tôn như là con của những trước con ếch co rúm cả hai chân lại không còn nghĩ đến việc kháng cự nữa phái hoa sơn vốn dĩ thành danh trên trốn giang hồ một phần là vì công phu điểm huyệt điều luyện môn thất sát tình điểm huyệt thủ pháp của phái hoa sơn là một môn võ cùng bí truyền năm xưa khi quần hào tụ hội tại ngọn lao phù để luận kiếm trần huyền đạo nhân Trường môn nhân phái Hòa Sơn đã dùng công phu điểm huyệt này hạ sát một lúc năm cao thủ võ lâm làm anh hùng thiên hạ phải thất kinh. Bởi thế khi Lã Tốn dùng đến thủ pháp điểm huyệt này để hạ tên Hoàng Sam võ sĩ, tên này chỉ rú lên một tiếng rồi lăn ra chết ngay. Lã Tốn thấy đối phương đã chết, thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Không ngờ y chưa kịp quay lại, đã thấy Kim Ngang Tiêu gọi. Lão Huỳnh, coi chừng, Lá tốn giận mình nhìn lại, thì thấy ánh kiếm lấp lánh, bốn người mặc áo xanh từ phía tả phi lại nhanh như bay. Kinh công của những người này thần tốc, kỳ diệu không thể nào tả, kiếm pháp lại huyền ảo vô song. Bốn người áo xanh vừa lướt tới, đã hùa kiếm nhằm những tử huyệt của lá tốn để mà đâm tới. Lá tốn bị bất ngờ, lại thêm đối phương quá nhanh, nên y chỉ kịp rú lên một tiếng, đành nhắm mắt chờ chết. Nhưng giữa lúc ấy bỗng có tiếng vun vút như là lụa xé, rồi tiếng leng keng và ánh lửa đỏ tóe ra. Thế ra Kim Ngang Tiêu thấy nguy cấp, đã gắng gượng vận công lực, bắn vào một lúc bốn viên đá nhằm vào những người áo xanh để cứu lã tốn. Những người áo xanh thấy kinh lực dữ dội của những viên đá nên là chẳng dám coi thường, vội vùng kiếm gạt đỡ. Có người hừ một tiếng tức bực, đành thu kiếm nhảy tránh sang một bên, Nhờ thế lá tốn mới hụp xuống, lăn đi một vòng, thoát ra khỏi những luồng kiếm quang của bốn người này. Tuy thoát chết, lá tốn kinh hoàng vô cùng. Vì biết bọn người áo xanh này là thanh y đường chủ của U Minh Cung, võ công của chúng còn hơn bọn hoàng sàm võ sĩ một bậc. Bọn thanh y đường chủ đã trông thấy người ném những viên đá là Kim Ngang Kiều đang ngồi ở gần đây, nên cả bọn cùng a à lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng bọn chúng chưa kịp đồng thủ, thì tứ phía ào ào nhảy tới có đến cả chục người. Toàn thị là những nhân vật võ lâm đã lọt tới côn luân thánh địa. Lão Tốn toạt trông thấy những người này nhảy tới, đã mừng rỡ kêu lớn. Thạch đại ca, giang tam đệ, mau, mau tận diện bọn U Minh Cung này, cứu nguy cho Kim Thiếu Hiệp đi. Thì ra trong bọn tới có hai người của phái Hoa Sơn một người là Thành Ngũ Lâm, sư huynh của Lã Tốn, còn một người nữa là Giang Thiên Bảo, sư đệ của y. Trong lúc đó, cả bọn nhân vật võ lâm đã hỏi hét xông lại, tấn công bốn tên thanh y đường chủ. Tiếng bình khí và chạm nhau nghe rất là chát chúa. Chỉ mấy giây sau, lại có thêm hai ba người nữa từ xa chạy đến. Những người này cũng là nhân vật võ lâm. Trong bọn này, bỗng có người kinh hoàng kêu lớn, Kim Hiền Đệ Kim Hiền Đệ bị thương rồi hay sao Người đó chính là Bạch Thiên Vân Nguyên trong lúc Kim Ngang Tiêu đến đảo Hoa Cung Thì bên ngoài ở khắp mọi nơi trên cô luân thánh địa Đều có những trận giao phòng kịch liệt Giữa anh hùng thiên hạ Và bọn người của U Minh Cung Các cao thủ võ lâm kéo đến rất đông Nhưng bọn người của U Minh Cung Võ công cao siêu vô cùng Thành thử ở nhiều nơi quần hào bị đại bại Tuy nhiên các trận giao phòng vẫn được tiếp tục. Hết chỗ này qua chỗ khác. Thầy người gục ngã ngổn ngang, máu chảy thành suối. Thật là một trận hỗn chiến khủng khiếp vô cùng. Lại nói Bạch Thiên Vân vừa trông thấy Kim Ngang Tiêu dùng mạo tiểu tụy, ngực áo ướt đẫm máu tươi. liền kinh hoàng la lên một tiếng rồi chạy lại. Kim Ngang Tiêu cũng vừa thấy Bạch Thiên Vân nên có ý mừng rỡ. Tinh thần cũng tỉnh táo thêm đôi chút nhưng Bạch Thiên Vân vừa chạy được mấy bước, đã thấy một tiếng cười rất quái dị nổi lên. Rồi mắt Bạch Thiên Vân bỗng hoa lên. Phía trước mặt chàng, thấp thoáng, bóng áo đỏ rực như sắc máu. Một người thấp lùn như đứa trẻ, toàn thân mặc áo đỏ, đầu cũng chùm một túi vải đỏ, che kín cả mặt, chỉ để hở đôi mắt, đã đứng trầu trực trước mặt Bạch Thiên Vân. Kinh hoàng, Bạch Thiên Vân đứng xứng lại, kêu rú lên độc phật mê Trần người mặc áo đỏ chính là vị độc phật võ công ngang với 16 vị cao thủ đường thời nhưng độc phật mê Trần lúc này đã hóa thành một nhân vật cao cấp bí mật của u minh cung thấy kẻ thù xuất hiện trong khi mà kim ngang tiêu bị thương bạch thiên vân quên cả nguy hiểm liều mạng múa kiếm tấn công y luôn độc phật mê Trần cười khanh khách như là đứa trẻ tay cầm túi vải trong đó có chiếc mõ khổng lồ, lặng lẽ một cái. Keng một tiếng, thanh kiếm của Bạch Thiên Vân chạm phải chiếc mõ, đã bật khỏi tay chàng, bắn tung lên cao. Con người Bạch Thiên Vân bị kinh lực phản kích sô đầy, bắn về phía sau đến hai trượng, rồi ngã ngồi xuống. Độc phần mê chân như không để ý đến Bạch Thiên Vân, từ từ tiến lại phía Kim Ngang Tiêu. Đó là cái may cho Bạch Thiên Vân vì bình thường chạm phải vị độc phận này, ít khi lão để cho đối phương bảo toàn tính mạng. Kim Ngang Tiêu đã thấy cương địch xuất hiện, nên chàng thu hết tàn lực, vận dụng cự linh thần công lên hai tay, gắng gượng đẩy ra một lúc hai trường. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã bị trọng thương, công lực lúc này chẳng còn như xưa nữa. Độc phận mê chân cười lớn, cánh tay áo đỏ rộng thùng thình, phất đi phất lại. Bàn tay trắng và nhỏ như là tay trẻ con của y đánh ra một thế trường vô cùng ảo diệu. Nên nhớ độc phần mê trần từ khi đầu nhập U Minh Cung, võ công đã tăng tiến bội phần, chẳng còn như thời y lên thiên Phật tự, thử sức với bách trượng thiền sư nữa. Hai luồng trường lực giao nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội. Kim Ngang Kiều đang ngồi cạnh khối đá lớn, bỗng bị bắn lộn đi ba vòng, người lăn nhào về phía sau, miệng chàng bị ọc máu tươi. Còn khối đá ở bên cạnh chàng cũng bị trưởng lực của độc phần mê trần quật phải, nên bị vỡ tan tành, nát thành hàng trăm mảnh. Kim ngang tiêu bị một trưởng đó thì hoàn toàn kiệt lực rồi. Chàng mê man không gượng lên được nữa, chỉ còn thoi thóp thở. Độc phần mê trần cười ha ha, y không cần tiến lên bước nào, nhưng tay phải cầm túi vải lớn, lăng mạnh về phía trước. Đột nhiên nghe vút một tiếng chiếc mõ khổng lồ là thứ vũ khí quái dị của y đã từ trong túi vải bắn ra bay bổng lên rồi nhằm người kim ngang tiêu rơi xuống độc phật mê trần đã biết võ công của kim ngang tiêu tiến đến mức thượng thừa nên y e ngại chàng lần này dịp may đã đến làm sao y không hạ độc thủ để trừ diệt hậu họa đẽ ra độc phật mê trần tiến đến gần kim ngang tiêu rồi ra tay sát thủ kết liễu tính mạng của chàng nhưng độc phật mê trần kẻ hiểm ác lại đa nghi y e ngại kim ngang kiêu giả bộ chúng thường rồi lừa cho ý đến gần sẽ phản kích độc phật mê trần vừa thử sức với kim ngang kiêu trong thạch bích trận ở khu vực bát quái nên đã rõ công lực của chàng ghê gớm như thế nào bởi thế độc phật không tin một trường của y có thể đánh cho kim ngang tiêu ngất ngừ như vậy dù trước đó chàng có bị thương đến đầu cũng mặc độc phần mê trần có ngờ đầu, chẳng những kim ngang tiêu bị thương, mà chàng còn bị vạn độc thần cô dùng độc âm điểm huyệt làm thương tổn bại huyệt đạo, nhất là dùng tiếng đàn đế bá cầm làm cho chàng gần như là điên cuồng. Độc phần mê trần ngại nên là mới dùng chiếc mót độc đáo của y để sát hại tính mạng của kim ngang tiêu. Nguyên đây là một thủ pháp thông thường của độc phật khi định kết liễu tính mạng của một võ lâm chiếc mõ đó bắn ra cuốn theo kinh lực của độc phật nên khi rơi xuống nó sẽ nặng mấy nghìn cân dù đối phương có xương đồng da sắt cũng bị nát như cám lại nói độc phật mê chân tung chiếc gỗ lên để mà sát hại kim ngang tiêu nhưng mà khi chiếc mõ từ trên cao bắt đầu lao xuống rơi vào người kim ngang tiêu thì phía bên hữu có một bóng trắng phi tới mau lẹ đến nỗi thân hình người này y hệt như là một luồng khói ở phía sau, Bạch Thiên Vân mừng rỡ kêu lên: "Thôi cô nương!" Bóng đó chính là Thôi Ngọc Linh, nàng vừa đến kịp trông thấy Độc Phận Mê Trần đánh Kim Ngang Tiêu ngã lăn lốc nên là nàng rú lên một tiếng đau đớn, lập tức phi thân ra cứu bạn. Khinh công của Thôi Ngọc Linh ít người sánh bằng, nàng vừa bước tới đã xốc được Kim Ngang Tiêu lên, rồi ôm chàng nhảy luôn đi. Vừa lúc đó, chiếc mõ của độc phật rơi xuống nghe dầm một tiếng chẳng những đá vỡ nát mà cây cỏ ở chung quanh cũng cháy úa vàng khói bốc lên nghi ngút độc phật mê trần thấy thôi ngọc linh cứu được kim ngang tiêu liền cả giận quát lớn còn tiết tì này làm hỏng việc của phật giả độc phật đã đánh với theo một luồng trưởng phòng nhưng thôi ngọc linh đã ôm kim ngang tiêu lắc mình nhảy ra xa đến tám trường thoát ra ngoài trưởng lực của độc phật đáng lẽ ra độc phật có thể đuổi theo sát nút nhưng vì y phải thu lấy chiếc mõ thành thử lúc bắt đầu đuổi theo thôi ngọc linh thì nàng đã cách xa đến mấy chục trượng rồi độc phật mê chân rít lên một tiếng như rắn độc thân pháp của y cũng huyền ảo vô cùng chỉ thấy y hơi nhún mình một chút toàn thân y đã như đám mây đỏ hồng đuổi theo ngay thôi ngọc linh mặc kệ bạch thiên vân đứng sững sờ ở đó và cũng bất chấp luôn cả đám thủ hạ thanh y đường của y đang kịch chiến với quần hào võ lâm. Từ lúc chúng phải trường lực của độc phần mê trần Kim Ngang Tiêu đã hôn mê. Nhưng công lực trong người của chàng không dễ bỗng chốc tiêu tan ngay được. Bởi thế chỉ một lát sau, chân khí trong thể nội của chàng lại vận chuyển và Kim Ngang Tiêu bừng mắt tỉnh dậy. Chàng vừa mở mắt ra đã thấy trời đất đào truyền. Mọi vật xung quanh như bay lên khiến Kim Ngang Tiêu mới biết đó là có người ôm chàng đang chạy đi. Tuy đầu chàng còn dốc ngược xuống, chưa thể nào ngẩng lên nhìn mặt ai đã đem chàng chạy đi. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy ngay, người mà chàng ấp vào một thân hình mềm mại nhỏ nhắn, lại thêm mùi thơm của các cô gái toát ra, làm chàng hiểu ngay, đó là một thiếu nữ. Lúc này Kim Ngang Tiêu không hề nghĩ đến Thôi Ngọc Linh, mà chỉ nhớ có Thôi Ngọc Hoàn bởi vậy khi nhận ra người ôm chàng là một cô gái thì chàng đã tin chắc ngay đó là Thôi Ngọc Hoàn. Chàng cho là Thôi Ngọc Hoàn vừa đi cất giấu cuốn sách cự linh thần công quay lại kịp thời đúng lúc. Đúng lúc mà chàng lâm nguy nên nàng đã ra tay cứu chàng thoát khỏi tay của độc phật mê trần. Tự nhiên Kim Ngang Tiêu cảm thấy bồi hồi sung sướng vô cùng. Tuy nhiên chàng vẫn im lặng không lên tiếng vì biết rằng Cường địch vẫn đuổi theo phía sau Chàng sợ nói chuyện thì nàng sẽ phân tâm trong lúc nàng đang phải tập trung công lực để chạy trò thật là nhanh thôi ngọc linh ôm kim ngang tiêu chạy suốt khinh công của nàng còn hơn độc phần mê chân một bậc nhưng lúc này nàng phải mang theo một người nên sức nhanh cũng giảm bớt nếu nàng không chạy trước và bỏ xa một quãng có lẽ chỉ chạy được một lát đã bị đối phương đuổi kịp rồi thôi ngọc linh là người thông minh nhanh trí vô cùng nàng biết độc phần mê trần chẳng chịu bỏ cuộc ngày bởi vậy nàng đã nhằm chạy về phía mà nàng biết là nơi đó gọi là u minh cung kẻ ra đang lúc bị cường địch đuổi gấp mà lại chạy về phía xào huyệt của địch là một việc trái ngược nhưng thôi ngọc linh chẳng phải dại dột nàng chạy về phía u minh cung là bởi vì nơi đó quân hào đang kịch chiến với thủ hạ của chủ nhân u minh cung vừa rồi nàng đã qua chỗ này và nhận thấy có gần trăm cao thủ võ lâm đang kịch chiến với mười mấy thủ hạ của U Minh Cung. Bởi vậy nàng chạy lại đây là có ý nhờ các nhân vật võ lâm trợ giúp. Quả nhiên khi Thôi Ngọc Linh ôm Kim Ngang Tiêu chạy gần đến chỗ giao tranh thì các cao thủ võ lâm đã nhận thấy ngay. Những người này đang căm thù U Minh Cung đến xương tùy. Họ chỉ tìm người của U Minh Cung để chém giết và trả thù cho đồng bọn của họ đã bị sát hại khi mà những người đó tiến vào Côn Luân Thánh Địa, bởi thế vừa thoạt trông thấy áo đỏ của Độc Phật Mê Trần, ba bốn nhân vật võ lâm đã hú lên những tiếng thật dài làm hiệu cho nhau và cùng nhảy đến chặn đánh Độc Phật Mê Trần. Thôi Ngọc Linh đã thấy có người ngăn chặn Độc Phật Mê Trần nên nàng cảm mừng, lập tức xoay người đi ngay ra chỗ khác, tìm nơi vắng vẻ để cứu chữa vết thương cho Kim Ngang Tiêu đường lối trong cô luân thánh địa rất khúc khỉu thôi ngọc linh chỉ chạy xa độ một dặm đã đến một con đường đá vắng vẻ liền chậm bước lại ngước nhìn về phía sau cố ý tìm chỗ kín đáo để đặt kim ngang tiêu xuống giữa lúc đó kim ngang tiêu thấy cơn nguy biến đã qua liền cất tiếng êm dịu nói ngọc hoàn nàng đã vì ta mà vất vả thế này ngang tiêu này thật là cảm kích thôi ngọc linh đột nhiên nghe thấy kim ngang tiêu gọi mình là ngọc hoàn nàng liền hư một tiếng giọng nói âu yếm của kim ngang tiêu làm nàng chết lặng uất đức nên không nói được lời nào cứ ôm kim ngang tiêu đứng sững ở giữa đường kim ngang tiêu ngạc nhiên hỏi ngọc hoàn nàng không đặt ta xuống còn đứng đó làm gì thôi ngọc linh thở dài một tiếng đặt kim ngang tiêu xuống và khẽ nói tiêu đại ca Chàng đã gặp thư thư của tôi rồi phải không? Đến lượt Kim Ngang Tiêu sửng sốt, đỏ bừng cả mặt, nhận thấy người cứu chàng không phải là Thôi Ngọc Hoàn mà là Thôi Ngọc Linh. Chàng chỉ ấp úng nói được mấy tiếng. Nàng, thì ra là nàng. Rồi chàng im bặt, không biết nói gì hơn. Nhưng ngay lúc ấy Kim Ngang Tiêu nhớ lại hình ảnh chàng đã nhìn thấy trên ngọn đồi và những lời lẽ tức giận của Thôi Ngọc Hoàn khi chàng nhắc đến Ngọc Linh mỗi một núi nghi ngờ ghê gớm xâm chiếm lòng chàng. Kim Ngang Tiêu xa sầm nét mặt đi, như không muốn nhìn thấy mặt của Thôi Ngọc Linh nữa. Nét mặt thay đổi, đầy thù hận của Kim Ngang Tiêu, làm Thôi Ngọc Linh choáng váng như là bị xét đánh ngang đầu. Nàng nghẹn ngào một lát, rồi mới cất tiếng nói. Thư Thư, Thư Thư đã nói gì với chàng? Vừa nghi ngờ, vừa bị vết thương hành, lại thêm đầu óc rối loạn, thần trí lù mờ. Kim Ngang Tiêu bỗng xua tay, mệt nhọc nói. Đi, nàng hãy đi đi, nàng đừng đến gần tôi nữa, đi mau. Thôi Ngọc Linh nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má, nghẹn lời không biết nói sao được nữa. Nàng không hiểu tại sao Kim Ngang Tiêu lại thay đổi thái độ với nàng như vậy, chỉ cho rằng Thôi Ngọc Hoàn đã gặp chàng rồi lại mê hoặc chàng mà thôi. Nàng có ngờ đâu Lúc này Kim Ngang Kiêu đã bắt đầu nghi ngờ nàng là kẻ thù không đội trời chung của chàng. Bởi vì vừa rồi Kim Ngang Kiêu chính mắt trông thấy nàng tay cầm chiếc mặt nạ bằng đồng và chiếc áo đen viền trắng. Hai vật bất ly thân của câu hồn bang chủ và đem hai vật đó chôn đi như là một cách giấu giếm như sợ người khác trông thấy. Thực ra đầu óc Kim Ngang Kiêu đã bị tiếng đàn ghê gớm của vạn độc thần cô làm dao u mê ám trướng nên là mới không thể nào tỉnh táo suy nghĩ. Nếu chàng bình tĩnh và sáng suốt, nghĩ kỹ lại những việc xảy ra, thì chắc hẳn chàng không bao giờ nghi Thôi Ngọc Linh là câu hồn bang chủ. Kim Ngang Tiêu đã chớm nghi ngờ rồi, còn đâu chịu suy nghĩ gì hơn nữa. Chàng càng nghĩ đến cảnh tượng Thôi Ngọc Linh đem chôn giấu chiếc mặt nạ bằng đồng, càng thêm lòng thù ghét uất hận. Nên thấy Thôi Ngọc Linh vẫn còn sững sở đứng đấy, chàng lại quát lớn. Đi ngay, tránh xa khỏi mắt của ta đi Thôi Ngọc Linh giật mình lùi lại mấy bước Không ngờ Kim Ngang Tiêu vì quá ớt hận Lại thêm vết thương trầm trọng Nên chỉ thép ra mấy tiếng Là miệng lại ọc máu tươi Người lả là đi, lào đào rồi gục xuống Thấy thế Thôi Ngọc Linh la lên một tiếng kinh hoàng Quên cả hờn giận Vội chạy lại đỡ chàng Kim Ngang Tiêu gần như hôn bề Nên chàng chẳng có phản ứng gì nữa Xong miệng chàng thổ máu lần nữa Mặt đã xám nhợt Thôi Ngọc Linh đỡ chàng Lòng đau như cắt Nước mắt chảy như mưa Lại thấy chàng thổ máu Nên nàng cuốn quýt Thò tay vào bọc áo Tìm khăn lau máu cho người yêu Nàng lần tay với được một mảnh vải Để trong ngực áo của mình Trong lúc vội vàng không kịp nhìn xem đó là vật gì Vội đưa ra chùi máu trên môi Trên cầm và ngực áo của Kim Ngang Tiêu Chợt bừng tỉnh lại Vật đầu tiên mà chàng nhìn thấy là mảnh vải mà Thôi Ngọc Linh đang lau máu cho chàng. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy mảnh vải đó, lập tức như là bị xét đánh ngang đầu. Chàng làm sao quên được mảnh vải đó? Đó là mảnh lụa trắng, trên có mấy chữ cự linh thần trường. Chàng đã nhìn thấy câu hồn băng chủ đem mảnh vải này ra dụ dỗ hộ ma phạm hống. Chàng lại còn biết rằng mảnh vải đó giống hệt mảnh vải mà năm xưa nhất huyền thần nỉ trước khi chết về tay vô địch Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã trao cho chàng. Trên đời này chỉ có hai mảnh lụa trắng kỳ các bí quyết của cự linh thần trường. Một mảnh do câu hồn băng chủ giữ và một mảnh còn nằm trong bọc trước ngực kim ngang tiêu. Tuy đã trông thấy Thôi Ngọc Linh cầm mặt nạ bằng đồng và chiếc áo bào đen viền trắng đem trôn đi. Kim Ngang Tiêu vẫn nửa tin nửa ngờ, chưa chịu cho Thôi Ngọc Linh là câu hồn băng chủ. Nhưng giờ đây Chính tay Thôi Ngọc Linh rút trong bọc của nàng ra Mảnh lụa vài đó Kim Ngang Tiêu khỏi cần nghi ngờ gì nữa Chàng choáng váng cả mặt mày Một luồng uất khí bốc lên Máu chàng sôi sục cầm hận Vì thù hận Cũng mà vì đau khổ cũng có Đã bị lừa gạt cũng có Thôi Ngọc Linh đột nhiên thấy Kim Ngang Tiêu Chố mắt nhìn mảnh lụa Nàng cũng nhìn xuống và đến khi nàng nhận rõ mảnh vại trên tay mình thì nàng cũng kinh hãi thất thần, la lên một tiếng, hoàng hốt lùi ngay lại. Thấy đôi mắt Kim Ngang Tiêu đỏ ngầu như điên dại, vẻ mặt đầy sát khí, Thôi Ngọc Linh kinh hoàng, nói chẳng ra lời. Không, không, Tiêu đại ca, đại ca, đại ca hãy nghe Tiểu muội nói một lời. Đang lúc bị thương trầm trọng, tính mạng khó bảo toàn, vậy mà công lực của Kim Ngang Tiêu ở đầu kéo đến ầm ầm, chàng bỗng nhiên bật ra một chuỗi cười rùng rợn và quát lớn. <laughs> Thì ẩn tì, người còn định bịp ta nữa hay sao? Toàn thể kim gia trang của ta là do tay của người tàn phá. Song thân ta cũng là do người sát hại. Chính ta, chính ta cũng bị người mấy lần ám hại. Đeo đuổi nên là thân thế mới điều linh như thế này. Người còn chối cãi nữa hay thôi. Thôi Ngọc Linh mặt nhợt nhạt không còn sắc máu, run run nói. Không, đại ca, đại ca lầm rồi. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu cười rú lên một tiếng quái gở Chàng đang ngồi trên mặt đất, vậy mà không biết sử dụng thân pháp thế nào. Người chàng bỗng vọt lên như là một con cá chép nhảy trên sóng. Hai tay đẩy ra hai thế trường cự linh thần trường, cực kỳ dũng mãnh Kim Ngang Tiêu biết mình thương thế nặng, khó lòng qua khỏi, nên tụ tập hết tàn lực vào hai tay để tiêu diệt kẻ thù. Bùng một tiếng, trường của chàng đánh trúng ngực Thôi Ngọc Linh. Nguyên Thôi Ngọc Linh có thể thừa thế để né tránh hay là đánh lại. Nhưng lúc này nàng quá đau đớn, người ngây ra như là tượng gỗ. Đến nỗi hai trưởng của Kim Ngang Tiêu đánh tới mà nàng vẫn còn như ngây như dại. Chúng hai trường cự linh thần trường dũng mãnh vô song. Thôi Ngọc Linh chỉ kịp hự lên một tiếng thân hình của nàng đã bắn tung ra xa đến nằm trượng, miệng ứa máu tươi. Giữa lúc đó, một tiếng quát tháo từ xa vẳng tới. Tiểu tạc tử, người to gan thật, dám đả thương con gái ta ư? Ừ. Tức thì một bóng trắng phi đến nhanh như chớp. Đó là một ông già đầu tóc trắng xóa, dầu như bạc, dung mạo tuấn tú, hình dáng uy nghi cốt cách như là thần tiên. Ông già này thân pháp màu lẹ không thể nào tưởng tượng. Ông già phi thân đến, trưởng bên tay phải đã tung ra. Thế trưởng huyền ảo dị thường, đến nỗi chính Kim Ngang Tiêu cũng hoa mắt. Chàng chưa kịp hiểu gì, thì đã thấy um một tiếng. Người chàng bật tung lên rồi rơi xuống, nằm im không nhúc nhích được nữa. Thôi Ngọc Linh tuy bị trúng hai trường của Kim Ngang Tiêu, nhưng chưa đến nỗi tử thương. Đó là vì công lực của nàng vốn thầm hậu, lại thêm Kim Ngang Tiêu đã gần kiệt sức rồi. Cự linh thần trưởng của chàng chỉ còn độ năm thành hỏa hầu. Nếu không Thôi Ngọc Linh không thể nào thoát chết được. Vừa bị đánh rơi xuống, Thôi Ngọc Linh đã trồm đứng lên được ngay. Kịp đến khi mà ông già từ xa nhảy đến tấn công Kim Ngang Tiêu một trường, thì nàng rú lên một tiếng đau đớn, chạy lại vực chàng lên ngay. Ông già nọ định giơ tay tấn công tiếp theo một trường nữa vào người Kim Ngang Kiều nhưng thôi ngọc linh đã la lên không cha xin cha hãy dừng tay ông già sa sầm nét mặt trận mắt quát tặc nữ ngủ xuân nó định giết người ngươi còn bênh vực cho nó nữa hay sao kim ngang tiêu đã trúng một đoàn độc địa xương sườn đã gãy hai chiếc tàng phù chưa dập nát đã tổn thương rất nặng tuy vậy chỉ mấy giây sau chân khí cự linh thần công lại vận chuyển Chàng đã tỉnh lại, mở bừng mắt, nhìn thấy mình đang ở trong tay Thôi Ngọc Linh. Nhưng chàng lại a à lên một tiếng kinh hãi, mép gì thêm máu tím bầm, con người thì ưỡn lên như là muốn vùng đứng dậy ngay. Đó là vì Kim Ngang Tiêu đã trông thấy ông già. Thì ra ông già này chính là quái nhân mà chàng đã gặp trong đường hầm xuyên trong lòng ngọn núi Giám Vân Phong, khi mà chàng bị câu hồn bang chủ đuổi theo. Lão quái nhân này ngồi chắn đường trong đường hầm đó, đã thi triển trường lực ghê gớm, làm nước ở trong đầm dâng lên cao, rồi đã dùng cách đối mẹo làm Kim Ngang Tiêu kinh hoàng không dám vượt qua. Nhưng sau nhờ tài trí thông minh hơn người, đã nhảy qua đầu ông mà không hề bị ông đạt thương. Nhưng điều làm chàng kinh hoàng hơn hết là chàng đã biết vị quái nhân này chính là chồng của lão quái bà cũng ở trong động đó. Do đó Quái nhân này cũng là cha của câu hồn bang chủ. Trong khoảnh khắc thật là ngắn ngủi đó, biết bao nhiêu ý nghĩ phức tạp dồn dập đến óc của Kim Ngang Tiêu. Đánh xong thôi Ngọc Linh một trường, lòng chàng đã thấy đau quặn, vì thật ra chàng đã yêu nàng. Rồi đến khi Kim Ngang Tiêu bị ông già quái nhân tấn công một trường, thôi Ngọc Linh chạy lại vực chàng lên. Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy choáng váng vì một sự nghi ngờ lạ lùng. Chẳng lẽ cô hồn bang chủ lại quan tâm đến chàng như vậy Và cho đến lúc chàng sắp chết Vẫn còn giả bộ thương xót ư ừ. Nhưng ý nghĩ đó vừa chấm nở trong đầu chàng Thì tiếng nói của lão quái nhân đã vang lên bên tai chàng Như là tiếng xép Tặc nữ ngươi dám cưỡng lời phụ thân hay sao Có màu đứng tránh qua một bên Để mà ta kết liễu tính mạng Cái thằng tiểu tử này hay không Thôi Ngọc Linh giọng đầy nước mắt, nức nở. Cha, xin cha tha cho chàng. Kim Ngang Tiêu chết lặng. Hy vọng cuối cùng vừa chấm nở đã tiêu tan mất. Thôi Ngọc Linh quả là con gái của lão quái nhân này. Nàng đúng là câu hồn băng chủ rồi. Thật ra lúc đó Kim Ngang Tiêu bị ngoại cảnh chi phối. Đầu óc chàng lại mềm muội nên là mới không suy nghĩ kỹ hơn. Do đó chàng đi ngay đến kết luận một cách hấp tấp. Kim Ngang Tiêu đã tin chắc Thôi Ngọc Linh là câu hồn bang chủ. Bao nhiêu hận thù uất ức chất chứa trong lòng của chàng lại bùng nổ. Đột nhiên công lực trở lại, chàng gầm lên một tiếng, mắng thẳng vào mặt của Thôi Ngọc Linh. Người còn chối cái nữa hay không? Lời chưa dứt, tay chàng đã vùng lên, xoay người đánh ngược trở về một trường. Chẳng những Thôi Ngọc Linh bị bất ngờ, mà lão quái nhân đứng trước mặt cũng không thể nào tin được rằng một người trúng thường nặng như kim ngang tiêu lại có thể phát trưởng ra nữa vì thế cả hai trở tay không kịp chỉ thấy bốp một tiếng người thôi ngọc linh bị bắn tung ra xa lão quái nhân rít lên một tiếng gớm ghiếc chỉ thấy hai vai của lão dùng truyền tay bên phải đã tung ra nhanh như là chớp nhoáng rồi một tiếng xè xè như lụa xé một luồng cơ khí vô hình vô sắc từ tay lão bắn ra nhằm đúng ngực kim ngang tiêu chỉ cần trông thấy đôi mắt sáng quắc tia ra những tiêu hung quang giận người của lão quái nhân, Kim Ngang Tiêu đã biết ngay, lão hạ sát thù. Nên là không chờ lão ra tay, chàng đã vội vàng dùng tu di thân pháp, thân hình tự nhiên thay đổi cương vị. Nhờ thế Kim Ngang Tiêu đã tránh được luồng cương khí vô hình tối độc của lão quái nhân. Tuy nhiên bao nhiêu công lực của cự linh thần công và nước giải hạc ngàn năm chỉ giúp chàng gắng gượng được đến mức đó là cùng. Mấy lần trọng thương cực nặng, Kim Ngang Tiêu đã tiêu tán hết chân khí. Bởi vậy, vừa né được thế công của lão quái nhân, thì chàng cũng ngã lăn ra, mép dỉ máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Luồng cương khí từ tay của lão quái nhân không trúng người Kim Ngang Tiêu, bay trượt ra phía sau, đập phải một khối đá lớn cao bằng hai đầu người. Một tiếng nổ dữ dội phát ra, ánh lửa lóe sáng, mùi khét lẹt sông lên, tảng đá lớn như vậy đã bị vỡ tan ra như là cám, bụi đá bay mù trời. Giữa lúc đó có tiếng Thôi Ngọc Linh rú lên một tiếng hãi hùng và đau khổ. Thì ra nàng nghe thấy tiếng nổ, tưởng Kim Ngang Tiêu bị cha nàng sát hại rồi, nên mới kêu lên bi thương như vậy. Tuy nhiên, Lão Quái Nhân đã trầm giọng nói, Tạc tự, người tiếp Lão Phu một chiều vô tướng thần chỉ nữa, xem người có làng tránh được hay không. Nhưng Kim Ngang tiêu đã kiệt lực Ngã lăn ra rồi Còn đâu có thể trả lời được nữa Lão quái nhân cười liền thè thé Tiến lên một bước Mắt long lành giữ tợn, Định giơ tay hạ sát thù Bụi đá đã tàn rồi Nên Thôi Ngọc Linh nhìn rõ thấy Kim Ngang tiêu Đang nằm hôn mê trên mặt đất Thấy cha tiến lại Ngọc Linh gắng gượng bỏ dậy Chạy đến đứng chặn trước người Kim Ngang tiêu Như muốn làm bình phòng che chở cho chàng miệng thờ hồn hển nói không nên lời. Cha, xin cha, xin cha đừng giết chàng. Lão quái nhân quắc mắt thét lên. Nghịch nữ, ngươi dám bệnh vực kẻ thủ, làm bại hoại gia phòng. <laughs> Thà chẳng có người cho xong. Ngọn trường của lão quái nhân lại tung lên, nhằm đỉnh đầu Thôi Ngọc Linh hạ xuống. Nhưng hổ dữ có bao giờ ăn thịt con Ngoạn trường giáp sáng xuống thiên linh cái của Ngọc Linh Thì bỗng biến chiều Bàn tay tàng ngang rồi xẻ ra Và thẳng vào má của Thôi Ngọc Linh Nghe bốp một tiếng Tuy chẳng phải là độc trường Nhưng đòn đó đâu quá nhẹ Thôi Ngọc Linh ngã lộn nhào Một chiếc răng bắn tung ra ngoài nhưng Ngọc Linh đã hốt hoảng trồm lại Đứng chằn trước thân thể của Kim Ngang Tiêu Và kêu lớn Cha Cha hãy giết nhi nữ đi rồi hắn giết chàng Lão quái nhân cả giận giơ tay tát một lần nữa Thôi Ngọc Linh lại ngã bổ nhào Người lộn đi mấy vòng Một nửa mặt đã sưng húp Nàng vẫn chạy lại và nài Bốp 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 Bàn tay của lão quái nhân như tay gấu Đập lên mặt lên vai của Thôi Ngọc Linh Nhưng nàng vẫn lan xả vào ngăn càn Lão quái nhân gầm lên như là thú dữ Xúc sinh Người muốn chết được <laughs> Được rồi ta sẽ cho người tọa nguyện Nói dứt lời Lão từ từ tiến lên Nét mặt hung ác lạ thường Nước mắt tràn hòa Thôi Ngọc Linh thở dài cúi đầu chờ đợi Nàng đã hết muốn sống Nhưng lão quái nhân đột nhiên đứng dừng lại Hình dung Thôi Ngọc Linh lúc này thật là tiểu tụy Đầu óc rũ rượi Chiếc áo màu lam đã bị máu làm hồn é, khuôn mặt ngọc ngà in hằn những vết tay đỏ bầm. Lão quái nhân thở dài một tiếng não nuột, khẽ cất tiếng nói. Linh Nhi, cái tên nghiệp xúc đó đâu có xứng đáng cho con trí tình với y như vậy. Đột nhiên lão chụp tay Thôi Ngọc Linh kéo nàng nhảy vọt đi như bay để mặc kệ kim ngang tiêu nằm mê man ở đó. Ngọc Linh lòng đau như cắt Ngoài cổ nhìn lại Nhưng Kim Ngang Tiêu từ nãy giờ vẫn hồn mề Có đâu biết những gì đã xảy ra bên cạnh mình Ngọc Linh muốn xin ở lại chăm sóc cho Kim Ngang Tiêu Nhưng nàng biết rằng Xin được cho phụ thân khỏi ra tay sát hại chàng Đã là một điều phi thường rồi Nếu nàng đòi hỏi quá đáng E rằng tính mạng Kim Ngang Tiêu khó mà bảo toàn Kinh công có lão quái nhân thần tốc vô song ngọc linh chỉ kịp nhìn lại một chút đã bị ông lôi đi nhanh như gió thổi chớp mắt đã biến đi mất dạng